Việc giành vé tham gia vòng chung kết World Cup 2023 ở Úc và New Zealand là một chiến tích lịch sử đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu bóng đá thế giới, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đối mặt với những thử thách cực kỳ khó khăn. Đáng chú ý, đội bóng của Việt Nam nằm trong bảng đấu đầy khó nhằn với sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trận đầu tiên tại giải, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ mạnh Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Đội tuyển nữ Mỹ có đội hình vượt trội, nằm ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Việt Nam đứng ở vị trí thứ 32. Dù đối mặt với những khó khăn, đây là một trải nghiệm quý giá cho đội tuyển nữ Việt Nam và họ đang chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất để thể hiện bản lĩnh tại vòng chung kết World Cup 2023.